Thiếu nguồn vốn dẫn đến chậm tiến độ trong di dời, cải tạo nhà ven kênh rạch đang là bài toán nan giải của thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện mục tiêu di dời hơn 6.500 nhà ven kênh rạch đến năm 2025. Mới đây thì lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cải tạo kênh rạch, trong đó nổi bật là tuyến rạch xuyên tâm qua địa bàn hai quận Bình Thạnh, Gò Vấp, giải quyết dứt điểm vấn đề nhà ở tái định cư cho người dân, trả lại mỹ quan đô thị cho khu vực trung tâm thành phố. Thưa quý vị, rạch xuyên tâm là một trong năm dự án được thành phố Hồ Chí Minh sẽ đặt quyết tâm cao để chấm dứt cái việc ô nhiễm và lấn chiếm trong giai đoạn năm 2020-2025. Và vì nhiều lý do, trong đó là liên quan đến vấn đề độ kinh phí, thì suốt hơn 20 năm qua, hơn 2.000 hộ dân xung quanh con rạch này vẫn đang mong chờ được đền bù giải tỏa và có được một cuộc sống ổn định. Hiện Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đang phát phiếu khảo sát đến từng nhà dân về việc di dời tái định cư cho hơn 2.000 hộ nằm trong dự án cải tạo rạch xuyên tâm. Cầm trên tay phiếu khảo sát và thận trọng ghi chú nguyện vọng, bà Thái Thị Thanh Thu cũng như hàng ngàn hộ dân tại đây đang đặt nhiều kỳ vọng vào quyết tâm lần này của thành phố. Đây cũng là một cái bước ngoặt á, là rất là mừng, thì cũng rất là mong thành phố, các chính quyền các cấp sớm triển khai. Đây cái cuộc sống là của người dân mà đã ổn định lâu năm rồi. Chúng tôi mong muốn là nhà nước có một cái sự đền bù và giải tỏa cho nó thích đáng, hay nói khác là một cách phù hợp với ý nguyện của người dân. Toàn địa bàn quận Bình Thạnh có khoảng 2.200 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 1.300 hộ bị giải tỏa trắng. Việc xác định pháp lý về quyền sử dụng đất của người dân trong dự án đang là vấn đề nan giải. Trong khi đó, sự đồng thuận của người dân để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án dựa trên việc đảm bảo yếu tố rõ ràng về chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư. Chuẩn bị cái nhân lực về phía các phòng ban của quận để mà có thể là thống kê, để mà nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng rồi cái chính sách của người dân, để có những cái đề xuất để thành phố để tháo gỡ những cái vướng mắc về chính sách, thì đang ở trong cái giai đoạn đó để chuẩn bị. Mới đây, thành phố đã xác định chủ trương điều chỉnh quy hoạch của dự án giảm 4,6 hectare phạm vi nghiên cứu so với ban đầu. Điều này đồng nghĩa số lượng người dân nằm trong dự án sẽ giảm, kéo theo tổng mức đầu tư của dự án sẽ giảm khoảng 2.500 tỷ. Theo Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, ngay sau khi có được phương án điều chỉnh ranh dự án từ thành phố, quận sẽ tiến hành họp lấy ý kiến người dân và song song là thực hiện các vấn đề về đền bù, tái định cư cho người dân. Hiện nay tái định cư quỹ sẵn có trên địa bàn Bình Thạnh là cũng chòm chèm gần 600. Tới đây tổng hợp cái phiếu chuyển về ấy, thì ước chòm chèm khoảng 1.000-1.100 chẳng hạn. Thế thì cái phần mà còn hụt ấy, thì hiện nay thành phố cũng đã có chủ trương là phát triển các cái khu đất công ở dọc cái dự án của xuyên tâm này, để mà phát triển dự án khu nhà tái định cư và nhà ở xã hội. Nó là các dự án độc lập. Cái thứ hai nữa là sẽ kiến nghị với thành phố thông qua sở xây dựng để mà tham mưu điều tiết lại một phần quỹ nhà ngoài địa bàn Bình Thạnh để phục vụ cho dự án này. Đối với dự án rạch xuyên tâm, hiện tổ công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành các công việc rà soát quy hoạch, xác định phương thức đầu tư, nguồn vốn, dự kiến sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào kỳ họp cuối năm để thông qua chủ trương đầu tư và triển khai dự án vào năm 2023.